nhân dịp được giao viết bài về một làng nghề truyền thống, tôi về lại quê hương mình, nơi có làng nghề đan đác tồn tại hơn 100 năm. Trên đường đi đã thấy những sản phẩm và những dãy ngang phơi dọc hai bên đường, cùng hình ảnh những người thợ đan đác đang chăm chỉ làm việc, cùng bà con quê mình đan đác và nghe tâm sự về chuyện nghề. Tôi chợt thấy mình bé lại như ngày xưa, vẫn thường theo ông nội học nghề. Thuở ấy với bọn trẻ con chúng tôi, những nang tre nang trúc cho biết bao trò chơi dân dã. Dưới những rặng tre mát mẻ là nơi lý tưởng để tụi nhỏ bày trò. Bởi được sinh ra và lớn lên ở xóm nghề Giót Nang, Đan Đác, nên từ bé, bọn trẻ con chúng tôi đã quen với việc chẻ tre, chẻ trúc. Chẳng mấy chốc đã được mấy chiếc lồng đèn để chơi trung thu. Đối với người lớn ở xóm tôi, tre trúc là nguyên liệu để họ làm ra vô số sản phẩm hữu ích phục vụ cho sinh hoạt lẫn trong lao động sản xuất. Hầu như trong mỗi gia đình nông thôn quê tôi ngày ấy đều có những vật dụng bằng tre trúc. Hình ảnh thân quen của những người bà, người mẹ cặm cụi chăm chút từng sợi nan lẫn từng dành xề dành thúng đã quá quen thuộc với bọn trẻ chúng tôi ngày ấy. Để có được hạt gạo thơm dẻo trong bữa cơm, người nông dân đã vất vả qua nhiều công đoạn. Từ khâu chọn giống gieo hạt đến thu hoạch, sàng sảy, lựa thóc gạo. Trong tất cả những công đoạn ấy, người nông dân đều cần dùng đến các sản phẩm từ nghề đan đác. Công việc đan đác luôn cho ra những sản phẩm để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người. Nghề đan đác ở quê tôi dần trở thành làng nghề. Nghề này đã giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi ở quê tôi thời bấy giờ. Từ người lớn đến trẻ nhỏ trong xóm tôi ngày ấy đều biết giót nang, đan đác. Khi tôi lên 7, đã theo ông nội học đan đác để phụ giúp gia đình mỗi khi cha mẹ bận việc ruộng nương. Tôi học nhanh lắm nên chẳng mấy chốc đã rành rẽ, đan long mốt, long hai đều làm được. Mỗi lần ngồi đan với ông là tôi lại được nghe kể chuyện. Ngày xưa, vì phải lòng bà nên ông quyết tâm học nghề để dành dụm tiền lo đám cưới. Thời đó nghề đan đác phát triển, chỉ cần chịu khó làm ra sản phẩm rồi tự chạy ghe đi bán sang các vùng lân cận thì 1-2 năm đã đủ tiền lo sính lễ.
Cũng nhờ nghề đan đát mà ông bà đã lo cho con cái được cơm no áo ấm, được học hành. Bởi vậy, dù sau này đã có lúc nghề đan đát không còn thịnh hành nữa do sự cạnh tranh của nhiều loại mặt hàng bằng nhựa, nhưng ông tôi vẫn duy trì nghề và hy vọng một tương lai mới cho nghề đan đát. Nhờ sự sáng tạo của mình, người thợ đan đát quê tôi đã tạo ra những sản phẩm có hình dạng kích thước và độ rộng hẹp giữa các nang khác nhau để đáp ứng cho nhiều mục đích sử dụng. Nhờ vậy, khi gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ sản phẩm nhựa, người làm nghề đan đát vẫn duy trì và phát triển làng nghề truyền thống của quê hương mình. Họ tạo ra những sản phẩm mới để phục vụ cho các làng nghề khác như xề phơi cá cơm cho nghề làm khô cá cơm ở các vùng ven biển. Làng nghề quê tôi ngày nay đã có tổ hợp tác để làm đầu mối, gom đơn đặt hàng, giao cho các cơ sở nhỏ làm gia công, rồi gom hàng giao lại cho khách. Nhờ đó mà công việc ổn định và không phải lo đầu ra. Người làm nghề cũng ước lượng được nguyên liệu vừa phải, không để bị tồn hàng, giam vốn như ngày trước. Sau nhiều năm xa quê, nay trở lại, khung cảnh tuy có nhiều đổi khác, nhưng chỉ có lòng yêu nghề của bà con là không hề thay đổi. Họ vẫn cần cù chăm chỉ, dù công việc thủ công lúc nào cũng nhiều vất vả. Người miền quê chân chất, thật thà, chịu thương, chịu khó. Từ câu chuyện đời, chuyện nghề của họ đã cho thế hệ trẻ biết bao bài học quý báu. Đó là sự bình tĩnh trước những khó khăn, niềm đam mê học hỏi để luôn vững bước trên con đường tương lai. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, mà còn giúp tôi hiểu hơn về làng nghề truyền thống quê mình, hiểu hơn tấm lòng của những người thợ quyết tâm gìn giữ làng nghề, để hôm nay, ngày mai, những chuyến hàng chở đầy sản phẩm của làng nghề đan đát quê tôi vẫn đều đặn đi khắp nơi trên mọi nẻo đường.